Rồi, xin chào cả nhà. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở dưới Bến Tre và đây là một cái quán làm bánh dừa rất là nổi tiếng ở Bến Tre nhé. Thì đây là cái nồi bánh dừa đây cả nhà ơi. Nồi này nhìn rất là hấp dẫn nhé. Đây là những cái nồi mà người ta làm ra luộc bánh dừa đây. Rồi, sau khi luộc thì sẽ được keo lên như này. Đây. Keo bánh dừa lên như này nha. Đây, bánh dừa đây. Mua đây thì rất là thơm nhá. Bên đây có mua bánh dừa không? Dạ. À, ở đây có bánh chuối mà đúng không? Em thích bánh chuối. Thì bánh dừa nhưng mà nó là nhân chuối. À, nhân chuối hả? Có, để đem. Rồi, 30 nữa rồi. Ồ, đây có chị đang làm mà chuối đây. Cái này là bánh dừa đúng không chị? Cái này là bánh dừa phải không? Hay là cái này làm gì? Làm bánh chuối hả? À, làm bánh dừa hả? Làm bánh dừa nhân chuối đúng chị? À. Đây các chị đang chuối này. Chuối này chuối ngự đúng không? Dạ. Cháy mạng luôn hả? Đây bánh dừa đây là chị đang làm đây này. Đây. Đây cái thau này. Ồ, có nhân thì có nhân đậu này. Có chuối trong này. Đậu chuối. Đây đậu chuối. Cô đang làm bánh dừa đây. Bánh đựng bên người ta. Dạ. Cái bánh này chậu bánh bự quá. Ồ, đây nhân chuối vô đúng gì? À, nhân đậu. Ồ, cái này là gói sẵn rồi bằng cái ống, mình làm sẵn cái ống rồi. Quay ống luôn đi. Dạ đây. Đặc sản Bến Tre. Ồ, chị làm nhanh quá. Làm nửa phút rồi cái bánh dừa rồi. Cái này tí nó bỏ vào luộc lên chị. Bỏ vào luộc nữa đúng không? À, luộc lên là nó. Bánh dừa nhân đậu nhân chuối. Chị làm rất là nhanh. Bánh dừa nhân chuối. Dưới này nhân đậu này. Ồ, nhân đậu có bò hấp dẫn nè. Cái lá này gọi là lá gì chị hả? Ừ, rất đậu tấn. Dừa nước hả? Quay.
Ô, cái này bị bể rồi. Bể làm lại rồi nhỉ. Cái lá này là lá dừa luôn rồi cô. À, lá dừa nước. À, lá dừa nước. Nước. Sài Gòn lên đây để mua bánh chuối ăn á. Trong quay hàng này là người địa phương Bến Tre ăn là gốc Bến Tre là ăn thôi. Ăn cơm với chuối. À cái lòng trong. Chuối à. Thấy mọi người làm nếp dẫn không? Bây giờ mình coi cái sắc chuối đi thôi. Bà có tăng chuối cho tặng cho anh chuối lên đây ăn. Ai bỏ? Ồ, tăng này chuối hả? Tăng chuối. Về tăng cho em này chuối đi. Xong rồi chín ăn. Tất nhiên là chuối chín mới ăn được chứ. Nó vui đó, nó vui đó. Tôi để đó, để đó mấy chị làm bánh. Nhưng mà chú bánh tre phải ăn nhỏ phải thấy thành phố nha. À. Chú nó ngọt. À. Bánh tre ăn là ngon nhất. Mai chị phải đi ra bánh tre mua. Ồ, đây nguyên một cái chậu luôn này. Hôm nay là mình gói được bao nhiêu cái chị? Ngày 2.000 cái. 2.000 cái một người là 2.000 cái hả? Không gì hả? Cái này là của mình là được tổng cộng bao nhiêu năm, mấy chục năm gì hả trong nghề? Cái cơ sở của mình nè, cái lò mình. Có 15 làm bánh. Một người làm 2.000 cái. Với dừa, với đầu. Chuối. Cái này chứ xấu à. Xấu nước ngoài à. Chuối đầu nước ngoài. Ồ, chuối này là chuối đen. Chuối này luộc rồi sẵn rồi hả em? À hư rồi hả? Vừa chuối. Dạ. À đây là cái máy nạo dừa này. Cái này máy nạo dừa này cả nhà. Bỏ dừa đây nạo rất là nhanh nha. Đấy, vừa rồi Kiên đã đi cho cả nhà xem cái cách người ta làm bánh lá dừa nhá. Bánh lá dừa bên tre. Đây là các cái nồi luộc này. Luộc ở đây này. Nóng à? Nóng. Đấy, đang luộc đây cả nhà. Đấy, luộc đấy. Bán bánh gì ạ? Bán bánh này. Đây luộc xong rồi đây cả nhà. Vớt ra bán cho khách đây này. Đấy. Cái này bao nhiêu chục em? 40.000 chục à? À. Đây, chuối đây, chuối đây. Ồ đây, chuối này bảo anh khác chuối Sài Gòn. Có khác không chị? Khác chuối Sài Gòn. Vậy chị đang ăn mà.
YouTuber ăn rồi nói cho khán giả biết đi. YouTuber cũng ăn, đưa khách ăn. Đây, đây quay YouTuber. Đây 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 đây. Đây anh ăn đi. Anh ăn đi, anh cho cảm nhận có khác chứ Sài Gòn không? Anh thì bị mất vị giác rồi. Em ăn đi. Ôi dạ. Đây đây mình thử. Mềm hơn, dẻo hơn, bên trong nó ngọt hơn. Ăn nó quê quê ăn Sài Gòn đó. Ừ. Tại nó Bến Tre. Tại anh đứng ở Bến Tre khác, đứng ở Sài Gòn. Rồi, xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.